hân hoan chào đón quý vị khán giả đến với chương trình Phụ Nữ Quyền Năng. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta có lẽ là một trong những cái mong muốn lớn nhất đó là chúng ta được thành công, được hạnh phúc. Những cái mong muốn này nó sẽ mãnh liệt nhất ở lứa tuổi 20 và chúng ta luôn luôn đặt ra mục tiêu cho mình là phải thành công trước 30 tuổi. Và theo những cái con số thống kê thì để trước 30 tuổi mà thành công này thì ngoài những cái việc mà chuẩn bị kỹ năng, chuẩn bị tinh thần thì một cái việc rất là quan trọng đó là chúng ta phải chọn đúng nơi khởi nghiệp. Và ngày hôm nay thì chương trình Phụ Nữ Quyền Năng muốn giới thiệu đến quý vị khán giả một cô gái rất là trẻ, chưa đến 30 tuổi nhưng nhờ việc mà chọn đúng con đường khởi nghiệp thì cô ấy đã gặt hái được những thành công. Đó chính là nữ doanh nhân Cù Thị Việt Trinh. Cù Thị Việt Trinh, nữ doanh nhân trẻ sinh ra và lớn lên ở vùng quê Bình Định. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm giống như bao bạn trẻ khác, Cù Thị Việt Trinh cố gắng theo đuổi những công việc trong lĩnh vực mình được đào tạo, nhưng loay hoay mãi vẫn không thể tìm cho mình một vị trí thích hợp. Cho đến khi tình cờ bước chân vào con đường kinh doanh, nữ doanh nhân trẻ mới nhận ra đây mới chính là lĩnh vực phù hợp nhất với mình. Sau hơn 3 năm nỗ lực và cố gắng, đến nay đầu năm 2021, Cù Thị Việt Trinh đã vinh dự trở thành CEO trẻ tuổi nhất của thương hiệu mỹ phẩm 4 mùa thuộc công ty Thiên Nhiên Việt. Gần đây nhất, cô đã vinh dự được Hiệp hội Thông tin Công nghiệp Châu Á AIPA trao tặng danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương 2021. Đây chính là minh chứng cho sự cố gắng phấn đấu của một người trẻ, dám can đảm thay đổi bản thân, theo đuổi đam mê. Cảm ơn Việt Trinh đã đến với chương trình Phụ Nữ Quyền Năng. Được biết là Trinh là một cô gái 9X nhưng mà đã sớm gặt hái được những thành công trong lĩnh vực kinh doanh và gần đây nhất là vị trí CEO của Tổng Công ty Thiên Nhiên Việt. Vậy thì dấn thân vào công việc kinh doanh đó là một cái ý định mà Việt Trinh đã nhắm sẵn ngay từ đầu hay nó hoàn toàn đến với mình một cách ngẫu nhiên? Dạ thì cái công việc kinh doanh đến với em là hoàn toàn là một cách ngẫu nhiên ạ. Ngày xưa đi học ra em cũng có đi làm một số công việc liên quan tới cái ngành của em. Ở vô tình bạn em là ngày xưa cũng có kinh doanh online, rồi bạn em mới rủ em vô làm. Đầu tiên thì vô làm vậy thôi chứ cũng không biết gì hết á. Nhưng mà cái ngành học của Việt Trinh là học về cái gì? Dạ em học về đất đai và bất động sản. Thì ngày xưa em đi làm địa chính rồi em đi đo đạc. Dạ làm cái nghề cũng hơi nghiêng về con trai một xíu. Lý do tại sao mình lại thích cái công việc đó vậy? Dạ không, thì hồi xưa ở quê thì em thấy công việc đó thì cứ nghĩ là ổn định á. Xong rồi em học xong em ra em cũng có đi làm ở văn phòng đăng ký đất đai. Thì lúc đó lương có 3 triệu à. Ít qua không đủ, xong làm được 3 tháng xong em xin nghỉ. Em xin nghỉ em đi làm văn phòng. Thì cũng lương cũng cao hơn một xíu nhưng mà nghĩ 3 cọc 3 đồng cũng bao nhiêu đó thôi. Em mới nghĩ là bây giờ đi làm sale hoặc là làm gì đó mới được nhiều tiền. Rồi đúng lúc đó bạn em rủ xong rồi em làm luôn. Huyền đã theo dõi Tổng Công ty Thiên Nhiên Việt thì thấy là cả một cái hệ thống của mình đến mấy chục ngàn người trong một dàn CEO với được bổ nhiệm thì Việt Trinh là một cái người trẻ nhất. Thì cái cú hích nào lớn nhất để cho Việt Trinh có thể thay đổi một cái bước ngoặt lớn như vậy? Em lúc đó là sao ta? Em thấy bạn em làm mà nhiều tiền, xong rồi tự nhiên thôi thật sự em kêu là bạn em làm được thì em cũng phải làm được. Một cái em tâm đắc là lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực, nhưng mà bắt buộc mình phải nỗ lực thì cái lựa chọn của mình nó mới đúng. Là lúc đó em mới bắt đầu em mới tìm hiểu rồi em lựa chọn đồng hành với chị Phương á thì đó. Còn cái cú hích đó là em thấy bạn em làm nhiều tiền quá nên đâm ra em cũng phải muốn làm nhiều tiền giống như bạn. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là thu nhập của Việt Trinh cao hơn bạn mình rồi đúng không? Dạ cũng cao hơn nhưng mà cũng không cao hơn nhiều lắm. Vậy thì trong suốt cái chặng đường mà đã trải qua thì cái khó khăn lớn nhất mà Việt Trinh gặp phải là khó khăn gì? Khó khăn lớn nhất với em là cái thời gian đầu em nhập hàng là em không có tiền. Lúc đó là giống như chỉ là thấy bạn em làm được thì thích quá rồi kiếm ở ngoài quê ba mẹ làm không phải là công nhân viên chức hay gì cũng làm nông bình thường á. Mà nếu mà mình mượn tiền ba mẹ thì nói là mượn mấy trăm triệu để mình nhập thì không ai cho mượn hết. Thì lúc đó là em đi nhắn tin cho từng bạn em mượn 5 triệu, 3 triệu, 2 triệu có bao nhiêu em mượn hết bao nhiêu. Nhắn tin cho từng người một. Dạ, là lúc đó em với bạn của em á, là người yêu hiện tại là đấy, là em với bạn hợp sức làm ý. Thì bạn mượn phần bạn, em mượn phần em. Xong rồi ráng đơn hàng đầu tiên là 150 triệu đúng không? Mượn có tiền xong rồi có bạn mà cái đứa bạn nó rủ em vô làm á là nó cho em mượn được 40 triệu. Là mượn đủ 150 triệu để lấy hàng xong rồi cứ xoay xoay lần lần xong rồi xoay lên vậy đó. Nhưng mà khi mà 150 triệu đấy mình bao nhiêu lâu sau thì mình có thể hoàn lại vốn mình trả được các khoản nợ đấy?
là lúc mà em mới bắt đầu em làm là đầu tháng 10 nha, ngày 5 tháng 10 á. Xong rồi ăn Tết xong là em dư. Lúc đó em chạy quảng cáo mà lần đầu tiên em bán là một ngày em lời được 5 triệu, 10 triệu vậy đó. Mừng lắm. Mừng lắm. Mừng kinh khủng luôn. Bây giờ cũng vẫn còn nhớ cái cảm giác đó mà. Xong rồi ăn Tết xong là em dư được mấy trăm, má là em trả hết số tiền đó luôn. Là em mượn xong rồi tháng sau là em có rồi, em xem em trả liền. Nghe có phải vẫn thấy hơi dễ dàng đúng không? Dạ. Mặc dù như khó khăn ban đầu nhưng mà gần như nó không có một cái sự trở ngại. Tại vì có những người làm ăn hoặc là đi vay mượn là thua lỗ. Dạ. Và họ phải nợ chất đống và không theo đuổi được cái phần đó. Nhưng mà chị thấy Việt Trinh có vẻ là khá may mắn. Dạ. Khi mà ngay từ cái bước khởi nghiệp đầu tiên đã gặp được cái thuận lợi như dạ, vậy rồi. Em cũng cảm thấy mình rất may mắn. May mắn như vậy, nhưng có khi nào mà mình nghĩ là mình thành công rất là sớm khi bây giờ mình mới có gọi là tuổi đời là 9X thôi, dạ, khá trẻ. Thì liệu sau này Trinh có nghĩ là những cái cột mốc cao hơn, những cái trở ngại lớn hơn, mình có dễ dàng để có thể vượt qua để đạt được những cái bước tiến lớn hơn không? Em nghĩ là trong đầu nha, thường thường thì cũng nghĩ là sau này mà chắc có một lúc nào đó mình sợ mình bị phá sản tại thấy nó trơn tru quá. Nhưng mà em nghĩ trong đầu em là em sẽ cố gắng, tại vì nhiều khi là nói thì dễ dàng nhưng thiệt ra trong cái quá trình mình làm nó không có dễ dàng như mình nghĩ đâu chị. Nó nhiều cái lắm, nhưng mà giống như là em lì đòn á, mọi người hay nói em là lì á. Em kệ, em cứ thắng mục tiêu mà em cố gắng em bỏ ra ngoài tai hết luôn, ai nói gì nói hay là nói làm không được hay không được em bỏ hết, em cố gắng em làm vậy đó, thì mình cứ vững tin là mình làm được thì em nghĩ là chắc chắn là mình làm được. Cái giai đoạn đầu khi mà bố mẹ của Trinh biết được là bạn bỏ cái công việc mà rất là ổn định thì bố mẹ có ủng hộ ngay từ đầu hay không, hay là cũng có một cái sự băn khoăn nào đó? Dạ không chị, không cho luôn. Nói không có tiền làm, xong rồi mượn một tiền ra mà trả, thì em nói là cùng lắm thì con làm cả đời cũng trả nợ. Dạ, nhưng kiểu như là ba mẹ ở ngoài quê mà nghe nói mình làm nhà nước hoặc là làm ở mấy văn phòng đăng ký đất đai thì thích lắm. Dạ, xong rồi đầu tiên em xin nghỉ cái đó thì cũng không chịu đâu. Em xin cái khác làm lương cao rồi nói em nghỉ tiếp công việc đó nữa thì lại không chịu nữa. Thôi thì mình tương lai của mình quyết định, nên ba mẹ cũng không chịu, nói riết cũng chịu luôn. Và bây giờ khi mà Việt Trinh đã có một cái sự thành công nhất định như thế này rồi thì ba mẹ nói gì? Vui ạ. À, ở ngoài quê mà chị, tiếng lành đồn xa, tự nhiên mình làm được ba mẹ cũng hãnh diện, mà ở ngoài quê người ta lại nể ba mẹ mình nữa. Nhưng mà có bao giờ mình cảm thấy mình có lỗi với bố mẹ mình chưa? Dạ thì cũng có nhá. Ví dụ mình có thể kể một cái kỷ niệm nào mà mình cảm thấy cái lỗi lớn nhất của mình làm cho bố mẹ buồn không? Hồi nhỏ mà ai cũng có một lần bồng bột á, thì hồi nhỏ em học lớp 9 á, em nhớ lúc đó là thi tốt nghiệp lên lớp 10 á, xong rồi không hiểu sao chắc nhờ lúc đó mới bây giờ mới trưởng thành thôi, thì ham chơi á chị, không lo ôn thi đi học. Lúc mà đi nộp hồ sơ em cũng không đi nộp luôn, không biết bị cái gì luôn ý. Xong rồi má em mới đi kiếm, thấy mấy bạn đi học về rồi mà chưa đi học về, mà lúc đó là nhà em làm rẫy á, thì má em ở trên rẫy, nhưng mà cũng có nghi, người ta nói là đi chơi này nọ kiểu, xong má em mới đi kiếm thôi, em về đi học về trưa ai em chui về cái, xong rồi đi đường thấy em đi với một đám bạn gì nè, má em quýnh em ngoài đường luôn đó. Về má em khóc, xong rồi ba em lần đầu tiên không, lần đó là lần thứ hai ba em quýnh em, bây giờ nghĩ lại cũng vẫn hết là buồn tại sao hồi đó mình là như vậy, nhưng mà nhờ như vậy bây giờ mới trưởng thành hơn, là không cố gắng không để ba má buồn nữa. Khi cái tuổi trẻ nó có sự bồng bột, nhưng khi mà mình đã trải qua rồi, mình nhìn lại rồi thì mới thấy là ai cũng có một thời trẻ trâu. Chính những cái sai lầm đó nó làm cho mình lại có một cái rút ra những cái bài học, những cái kinh nghiệm để bây giờ mình lại trân quý những cái giá trị tốt đẹp hơn. Nếu mà bây giờ dùng 3 tính từ để miêu tả về bản thân của Trinh thì Trinh nghĩ là cái gì thì sẽ phù hợp với mình? Mọi người hay nói em là chân thành, với lại dễ chịu, cái kiểu mà mình dễ hòa đồng với chị. Hòa đồng, dạ, chân thành, dễ chịu. Dạ. Có bướng mình hay không? Dạ có, thì mọi người nói lì á, lì đòn. Cái đấy nó có hai cái nghĩa. Đôi khi nó là tích cực, đôi khi nó là tiêu cực. Ví dụ như mình nhiều khi trẻ con á, mình hay này lì lợm lắm. Lúc ấy là rất bướng bỉnh, nhưng khi mà ra ngoài đời á, vào cái thương trường, vào cái cuộc sống ấy, thì Huyền thấy là cái lúc ý cái yếu tố lì nó lại là một yếu tố giúp cho chúng ta thành công. Bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái vất vả, bao nhiêu cái chông gai, mình vẫn cảm thấy là bình chân như vậy và mình cảm thấy mình vượt qua được hết. Trở lại với quá khứ đi, thì Trinh có bao giờ vẽ cho mình một cái hình ảnh, một cái mong muốn một cái hình mẫu nào mà mình sẽ trở thành hay không? Dạ có chứ, thì
Cái này thì em tâm sự thiệt nha. Hồi nhỏ em có coi phim Những Ngọn Nến Trong Đêm chị đóng á. Tự nhiên hồi đó thấy chị hiền, nói là sau này em sẽ phải đẹp như chị gì đó. Xong rồi sau này em làm thì em muốn là em là một người phụ nữ thành công. Xong rồi em có hay vô Facebook chị em tìm hiểu á. Diễn viên thì hồi giờ em không có thích ai hết á. Em cũng có thêm theo dõi hay là gì hết. Nhưng mà em rất là thích chị, bởi vì em ấn tượng từ hồi em xem cái phim đó. Thì giống như em lấy chị làm hình tượng. Trời ơi. Cái đó là em nói thiệt. Hôm nay chị xúc động quá, em mất ngủ luôn. Em xem, em nhớ đúng một vai là quay trúc trong Những Ngọn Nến Trong Đêm. Hồi đó em thích kinh khủng luôn. Rồi ước là không biết sau này mình lớn mình có thể gặp được chị hơn. Ai ngờ thì lại gặp được, tự nhiên cảm thấy mà mình lại còn gặp nhau rất nhiều lần. Dạ đúng không? Rất là vui khi hôm nay Diệt Trinh chia sẻ như vậy. Bởi vì bản thân á, Huyền á, khi mà Huyền đóng cái vai trúc là Huyền có 21 tuổi thôi. Lúc ấy mình còn quá trẻ. Nhưng chính cái vai diễn đấy nó không chỉ mang lại cho Huyền những cái tình yêu của khán giả đâu, cái sự hâm mộ của khán giả đâu, mà nó lại làm cho Huyền, chính bản thân Huyền, cứ mỗi một khi mà gặp những cái khó khăn, những cái nghiệt ngã trong cuộc sống, những cái thách thức, cái điều đấy là chắc chắn không ai có thể tránh khỏi, thì Huyền lại lấy cái hình ảnh, cái nhân vật của mình ra để mình nhìn vào đó, mình bảo ủa, cô Trúc cô bị vùi dập như thế, cô khổ sở như thế, cô bị 5 lần 7 lượt, bị hết người này hạ người hạn, mà vẫn còn mạnh mẽ, vẫn tự tin để thành công. Tại sao mình may mắn như thế này, mình chỉ hơi khó khăn một chút xíu thôi, làm sao mình lại phục ngã. Nên chính thực sự mỗi cái vai diễn, thực ra phim là đời mà. Cho nên mỗi một bộ phim nó đều có ẩn chứa một cái thông điệp nào đó. Và đôi khi chúng ta xem, chúng ta đồng cảm. Và đôi khi chúng ta cũng có thể một cái nhân vật nào đó, nó sẽ là một cái hình mẫu, một cái hình mẫu để lý tưởng để chúng ta vươn theo. Nhưng mà bây giờ thì chị nghĩ là Việt Trinh sẽ thành công hơn cô Trúc. Và quan trọng là may mắn hơn cô Trúc rồi đó. Bởi vì cô Trúc đời vất vả quá. Khóc miết đúng không? Chị có được khóc không? Dạ có chứ. Cái lần gần đây nhất mà Việt Trinh khóc là khi nào? Chắc mấy ngày trước á. Ồ, vì sao vậy? Kiểu như để giải tỏa bớt cho bớt buồn lại á. Tức là để cho tuyến lệ thông rồi đó. Thực sự thì chắc lúc đó khóc là có khóc cùng với ai không? Hay là khóc một mình? Hay là khóc với một cái bờ vai nào đó? Em khóc một mình thôi. Tại chị biết sao, kiểu là bên ngoài là em không có muốn cho ai biết là em buồn hay là em cái vấn đề gì hết á. Em đóng cửa lại em khóc một mình, xong em rứa mặt ra tinh bơ luôn. Kiểu như sợ người ta thương hại mình rồi, cái này thấy tội quá nên em không thích vậy. Dạ, hôm nay lộ đấy, hôm nay lên sóng truyền hình cả triệu khán giả xem chương trình đó. Không, thực sự là Huyền nghĩ đôi khi phụ nữ cần phải có những phút yếu đuối. Bởi vì chúng ta nhiều khi chúng ta cố gắng quá, chúng ta cương quá, chúng ta mạnh mẽ quá, chúng ta giống như là gồng mình quá. Chứ chắc là tốt nha. Nhiều khi chúng ta phải lắng đọng cảm xúc của mình. Đôi khi khóc là một cái sự giải tỏa, đôi khi khóc là một cái sự giải thoát để cho mình giống như là vượt qua cái điều đấy. Và giống như Trinh nói, Truyền cũng nhiều lần như vậy, khóc xong ra rửa mặt tỉnh queo và lại bình tĩnh. Và chị cũng thấy em, chị em mình có một cái điểm chung là chị gần như không bao giờ khóc trước mặt người khác hết. Mình không muốn cho ai nhìn thấy là mình đang yếu đuối, trừ trên phim không tính nhá. Các nhân vật của mình khóc thì không tính, nhưng mà ngoài đời thì chị nghĩ là như vậy. Nhưng bây giờ chị đang nhìn thấy em ánh mắt long lanh đấy, hay chị đang gợi lại một cái điều gì đó của em đúng chị, không? Dạ đúng rồi, chị làm em nghĩ tới mấy ngày trước nên. Bây giờ thì chuyện đấy nó như thế nào rồi? Em ngồi em xong rồi em suy nghĩ, giờ em không biết em phải làm sao, xong rồi em mới nhắn tin cho chị Phương. Chị Phương giống như là chị Phương nói em là phải phải làm thư này, xong rồi giống như là mình được gỡ ra bớt á chị. Nên giống cái việc đã được giải quyết nên là cũng đỡ lo, nên là không còn suy nghĩ nặng tới nữa. Khi mà mình gặp một vấn đề gì đó, lại suy ra một cái câu chuyện kinh nghiệm, đó là khi mà chúng ta gặp một vấn đề gì đó, chúng ta rất nên tìm cái người chia sẻ. Có rất nhiều người họ cứ chỉ giữ mãi trong mình thôi, và họ không chia sẻ cho ai. Đôi khi chúng ta bị bế tắc á. Và em có nhắc đến cái người bạn đồng hành của em, bạn trai của em, là cái người mà đã đồng kề vai sát cánh bên em đúng không? Thì em có thể nói gì về người bạn trai này? Nói chung là bạn rất tốt và hiền, giúp em rất là nhiều. Có bắt nạt bạn bao giờ không? Dạ có. Và ai cũng nói là hiền hơn em, nhưng mà cãi qua cãi lại thôi chứ cũng. Chị thấy em hiền như thế này mà lại bạn hiền hơn em nữa hả? Dạ, hiền. Thì hai bạn quen nhau từ khi nào và có định nghĩ đến cái tương lai sau này không? Em với bạn thì quen từ hồi lớp 10 à. Em với nhà bạn gần lắm, đi có siêu siêu tới, nhưng mà ở ngoài quê kiểu gia đình hai bên ông qua nó qua bà nói lại á, nên không chịu, nên quen tới bây giờ luôn. Rồi xác định thì sau này sẽ cưới, nhưng mà không biết khi nào cưới. Ủa, tức là sao?
Tức là hai bạn quen nhau, nghĩa là cùng quê này. Dạ. Quen nhau từ năm lớp 10 này. Nhưng mà tại sao, lý do gì mà lại không được hai gia đình ủng hộ? Ở quê mà mình cần nhà thì người ta hay nói là bà con, nhưng mà thiệt ra nhưng mà mình có bà con gì không? Dạ thì không. Ba má em thì sao cũng được, nhưng mà kiểu như ông bà thì không chịu. Thế là mình cứ im lặng nha, và mình cứ tự động yêu nhau, mình không có ở quê nữa. Và đây là mối tình đầu của em luôn? Dạ. Em cũng là mối tình đầu của bạn luôn. Không, không, bạn là em là mối tình đầu của bạn, nhưng mà bạn là mối tình thứ hai của em. Là hồi xưa em có quen một người mà kiểu như quen có tháng hai tháng, là lúc còn học sinh mà. Thì đó, nhưng mà thiệt ra thì nói là bạn là mối tình đầu, tại mình mới thương bạn, còn trời kia ơi, đâu phải mười năm lớp 10, thế là quãng thời gian cũng rất hình là như hồi đó là 2010 đúng không? Bây giờ 2011. Bây giờ hay là 21 là 11 gì đó. Dạ. 11 năm cũng là một cái thời gian, một cái thước đo rất là dài đúng không? Và vẫn đồng hành bên nhau, đấy là một cái điều rất là đáng quý. Thế thì thường hai em có thường xuyên về quê không, hay là chỉ ở trên này thôi? Dạ có chị, nhưng mà bạn qua nhà em, nhưng mà em không có qua nhà bạn. Vẫn chưa được sự ủng hộ. Dạ. Thế thì em có cảm thấy buồn hoặc chạy lòng về cái điều đó không? Bởi vì ai cũng mong muốn cái tình yêu của mình là sẽ được cái sự vun vén của cả hai gia đình. Em có bao giờ cảm thấy buồn về điều đó? Em thì em không buồn, nhưng mà ba má em buồn nên là em buồn cho ba má em thôi. Tại giống như là ba má cũng nói quen lâu rồi, ở gần mà mình không cưới thì người ta sẽ nói rồi sau này có quen ai nữa cũng khó á. Thì giống như em thì không sao hết. Mà nhiều lần má em nói thì má em nói tới là má em khóc á. Tại giống như là người ta có nói nhiều câu là má em tổn thương á, nói gì giống như là không dạy con thì sao mà để con như này như kia, để con quen như này như kia. Tự nhiên mình nghĩ tất thấy mình buồn thôi, cho con em thì không sao hết, em thì cưới hay không cưới thì cũng được. Nhưng mà kiểu như mình nghĩ tới ba mẹ mình là mình sẽ bị buồn á chị. Chắc chắn rồi, tâm lý của một người mẹ mà bao giờ cũng muốn con mình hạnh phúc. Chị nghĩ là mẹ em thương em, nhưng mà mẹ em cũng đang rất ủng hộ em. Chắc chắn là hạnh phúc của mình là do mình nắm giữ. Không thể nào mình không sống được vì người ngoài, không sống được vì dư luận. Và chị rất hy vọng ngày hôm nay chương trình khi mà phát sóng sẽ có nhiều người xem, và những nhiều người cùng quê với em xem, để họ hiểu được những cái tâm tư nỗi niềm của mình. Bởi vì đôi khi người ngoài họ không ở trong cuộc. Mỗi người có một cuộc sống, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không ai có thể sống hộ người khác được. Và những cái quan trọng nhất là cái tình cảm của em với bạn em đã gắn bó với nhau 11 năm như vậy, là nó đã được chứng minh bằng thời gian rồi. Thì chị rất mong có một cái ngày là sớm được nghe được ngày vui của em. Lúc mình nhớ mời chị nhé. Em vẫn nói là cái đó chị dự đám cưới của em. Nói chung là chị trước đây thì biết em thôi, nhưng mà khi nghe em nghe cái câu chuyện này của em thì chị lại cảm thấy yêu quý em hơn, và cảm thấy gần gũi em hơn. Và chị rất là hy vọng là ngày vui của em thì sẽ có mắt chị. Cảm ơn em rất là nhiều. Và bây giờ thôi, mình bỏ qua những cái chuyện hiện tại hay là quá khứ gì không vui vẻ gì đi, mình nói về tương lai nhá. Bởi vì ai thì cũng sẽ muốn nghĩ về tương lai, nhưng mà chúng ta không thể biết trước tương lai của chúng ta sẽ xảy ra như thế nào. Vậy thì em có muốn hình dung trong tương lai em sẽ trở thành một cái người như thế nào? Vô kinh doanh rồi thì lúc nào mình cũng sẽ có suy nghĩ là phải trở thành một người phụ nữ thành công rồi độc lập. Xong rồi em thì em nghĩ là phải có nhiều tiền để lo cho ba mẹ đầy đủ. Rồi nhiều tiền nữa thì em sẽ giúp ích một phần nào đó cho những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Mà cái việc đó thì bây giờ em cũng có đang làm. Hiện nay chị thấy là Thiên Nhiên Việt cũng có một cái quỹ nhuộm xanh thế giới đúng không? Dạ. Cũng có rất là nhiều những cái hoạt động hướng đến cộng đồng. Vậy thì cụ thể em có thể chia sẻ nhiều hơn thông tin, thêm cái thông tin về cái quỹ nhuộm xanh thế giới của Thiên Nhiên Việt không? Dạ, quỹ nhuộm xanh thế giới thì trích một phần tiền từ các cái sản phẩm của Thiên Nhiên Việt để chị Phương đi làm từ thiện. Các hoàn cảnh neo đơn, rồi mấy em nhỏ, rồi các nhà thờ thì mấy cái hoạt động đó thì em cũng tham gia, mà em cảm nhận được là cái quỹ đó là rất là mang tính nhân văn luôn. Đúng rồi chị, có đi những hoạt động thực tế như vậy là mình mới cảm nhận được hết, chứ còn không là mình chưa đi là mình không có thể nên mà cảm nhận được hết. Thực ra thì chị lại là người đồng hành với Thiên Nhiên Việt rất là nhiều, và không chỉ là ngưỡng mộ về những con số, những cái doanh thu rất là khủng, còn ngưỡng mộ về những cái sản phẩm liên tục được giới thiệu ra thị trường, và luôn luôn là những cái sản phẩm mà từ thiên nhiên, và những cái sản phẩm để tạo công ăn việc làm cho rất là nhiều những người nông dân, những người đúng không, trồng trọt những cái nguyên liệu và được sản xuất ở tại Việt Nam. Và đặc biệt còn ngưỡng mộ về những cái hoạt động thiện nguyện mà Tổng công ty Thiên Nhiên Việt đang hướng tới nữa. Và chị cảm thấy chắc chắn là chúc mừng em, bởi vì em đã có một cái gọi là một cái mái nhà
một cái mái nhà lớn, một cái ngôi nhà chung rất là tốt để cho mình có thể phát huy được những cái năng lực của mình. Mình có thể đóng góp được nhiều hơn cho xã hội, tạo công ăn việc làm cho mọi người và hướng đến những cái hoạt động cộng đồng. Chúc em thành công với tất cả những cái dự định của mình trong tương lai. Em cảm ơn chị. Một lần nữa cảm ơn Việt Trinh rất là nhiều đã đến tham dự với chương trình ngày hôm nay. Nadine Gordimer sinh năm 1923 là con gái của một người gốc Da Thái. Bà bắt đầu viết văn từ khi mới 9 tuổi và trong sự nghiệp của mình, bà đã cho ra đời 30 cuốn sách, trong đó có các cuốn sách tiểu thuyết như My Son Story, Burger's Daughter và Jolly People bị cấm phát hành tại Nam Phi nhưng lại vô cùng nổi tiếng ở hải ngoại vì giá trị nhân văn cũng như tính nghệ thuật của tác phẩm. Ngoài việc được đánh giá là cây bút hàng đầu Nam Phi, Gordimer còn nổi tiếng là nhà luân lý học cứng rắn. Các tiểu thuyết và truyện ngắn của bà phản ánh thăng trầm cuộc sống và cảm xúc của con người trong xã hội đã trở nên lệch lạc sau hàng chục năm nằm dưới sự thống trị của nạn phân biệt chủng tộc. Bằng những đóng góp của mình, bà vinh hạnh được trao giải Nobel văn học năm 1991.